một chiếc bình trắng vẽ hoa lam, 7 băng hoa văn tinh xảo, 4 con chim thiên nga với 4 tư thế bay đậu khác nhau. Bảo vật quốc gia bình gốm hoa lam vẽ thiên nga là hiện vật gốm có kích thước lớn nhất và nguyên vẹn nhất trong sưu tập độc bản được khai quật năm 2000 tại Cù Lao Chàm trên con tàu đắm có niên đại từ thế kỷ 15. Chiếc bình này đang trên hải trình xuất khẩu đi phương Tây thì tàu chở hàng bị đắm. Đây cũng là một cái trường hợp hy hữu, xứng đáng là bảo vật quốc gia. Nó thể hiện được cái kỹ thuật sản xuất. Và thứ hai nữa là trên đó nó thể hiện những cái hoa văn phản ánh cái đặc điểm, cái đặc trưng của cái vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nó đạt được cái đỉnh cao về kỹ thuật sản xuất. Cuộc khai quật tàu đắm tại Cù Lao Chàm đã đưa gốm hoa lam bước ra ánh sáng. Giới sưu tập cổ vật và giới khảo cổ trong và ngoài nước đã bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của dòng cổ vật có màu men hoa lam đặc trưng này. Mẻ gốm được trục vớt năm 2000 từ con tàu đắm ở Cù Lao Chàm được xác định là cùng loại với hàng chục ngàn hiện vật cổ đã được phát lộ ở Chu Đậu, tỉnh Hải Dương từ những năm 1980. Thì vào một ngày tháng 8 năm 1983 tôi về đó, thì tôi tìm ở các cái hố đào của người ta, tôi vôi đó. Ở nhà ông Vang thì rất nhiều mảnh gốm hoa lam, gốm Tam Thái và tất cả các loại hình gốm nó đã được bộc lộ trong tầng văn hóa sâu từ 50 phân đến 2 mét và lấy về hàng vạn nhân vật. Chu Đậu là một trong những cái dòng gốm truyền thống mà rất là riêng, rất là khác với lại những cái cường quốc gốm lúc đó, ví dụ như là với Trung Quốc hay với Nhật Bản hay vân vân. Nó có một cái phong cách riêng, một cái tạo tác riêng, một cái mỹ thuật riêng, một cái kỹ thuật riêng mà nó đúng là của người Việt. Nó không lẫn vào đâu được. Cuối thế kỷ 16, khi gốm Chu Đậu đang ở thời kỳ đỉnh cao về sản xuất và xuất khẩu, chiến tranh nổ ra. Chiến tranh thời Lê Mạc đã phá hủy và chôn vùi tất cả những dấu tích về nghề làm gốm trên mảnh đất này. Cứ như thế, cho đến trước những năm 1980, không một ai ở tỉnh Hải Dương biết rằng vùng này có nghề làm gốm, thậm chí là một dòng gốm đỉnh cao thế giới. Năm thế kỷ đã trôi qua, gốm Chu Đậu đã được gọi tên vào thập niên 80 và nhiều hiện vật gốm Chu Đậu đã được phát lộ vào thập niên 90 của thế kỷ trước. Và những người con vùng Nam Sách giờ đã quyết tâm khôi phục lại nghề gốm của tổ tiên từ những bài men cổ cho ra màu gốm hoa lam đặc trưng của Chu Đậu. Họ đã tiếp nối truyền thống của cha ông buôn bán giao thương với nước ngoài. Một làng nghề sản xuất gốm Chu Đậu đã được hình thành ngay tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Những người thợ gốm tỉnh Hải Dương đã phục dựng được dòng men thiên nhiên cổ truyền làm từ vỏ chấu thóc nếp mà người Chu Đậu từ thế kỷ 14 đã sử dụng. Những người nghệ nhân ngày nay còn biết kết hợp vẽ vàng kim lên gốm. Đây được đánh giá là một kỹ thuật đỉnh cao trong sản xuất gốm hoa lam từ thời xưa. Xí nghiệp cũng phải tuyển dụng nhân lực, đầu tư rất nhiều, mời các chuyên gia, các nghệ nhân, các chuyên gia giỏi ở các làng nghề và các nơi về để nghiên cứu phục lại cái dòng men này. Mà chúng tôi cũng khẳng định đây là cái dòng men có thể nói là duy nhất trên thế giới hiện nay. Đây là một cái dòng men độc đáo của đúng gốm Chu Đậu thời xưa. Bộ mặt vùng quê thuần nông ven sông đã đổi thay nhiều kể từ khi nghề làm gốm được kế thừa và phát triển. Gốm Chu Đậu này đã trở lại với thị trường trong nước và quốc tế. Lô hàng gốm Chu Đậu xuất khẩu đầu tiên là sang thị trường Tây Ban Nha vào năm 2003. Đến nay, gốm Chu Đậu sản xuất mới đã được xuất sang hơn 20 quốc gia. Gốm Chu Đậu thường được chọn làm những món quà ngoại giao mang quốc hồn quốc túy dành riêng cho nguyên thủ các nước trên thế giới. Vậy là một dòng gốm đỉnh cao ngủ quên gần 500 năm tại tỉnh Hải Dương đã được hồi sinh. Đây là trường hợp rất hiếm hoi, không chỉ Việt Nam mà thế giới, là từ một cái nghề cổ truyền đã thất truyền hơn 4 thế kỷ
và nó sống lại và sống lại đầy sức sống.